Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại Feang đang ở thôn 9 Chu Lìn các bác. Nay Phang dẫn các bác lên thăm nhà em Dương Quá. Đấy, nhà em Dương Quá thì hôm nay Phang sẽ đưa các bác đến thăm là một cái rừng, cái vườn là quả kịch độc luôn. Đó là quả ấu tẩu, cây ấu tẩu các bác. Là sau đó là Phang tiếp tục là về nhà, đấy, xong sử dụng cái món ấu tẩu đấy để nấu thành cháo ăn các bác. Các bác biết là ở khu vực Hà Giang là ấu tẩu là một trong những loại đặc sản vô cùng là quý là của bà con vùng cao, nhưng cái củ ấu tẩu nó không sống được cái khu vực ở dưới thấp mà nó phải sống ở tít treo leo ở trên vách đá các bác ạ, là trên cao lắm. Đấy, củ đấy là để mà trong cái khu vực mà để mà tính vào độc dược ấy, nó là xếp hạng A cực độc luôn các bác. Nhưng mà đi qua đây ấy, thì Phang lại thấy đấy, có một cái cây mà Phang không biết nó là cái cây gì. À đây rồi, Dương Quá vào đây. Phang bảo hỏi chút. Đây Dương này đẹp trai thế nhở? Vừa đi sửa nước về à? Hết áo vừa thay xong. À, rất là nhiều các bác quan tâm quý Dương. Đây để Phang đeo cái này vào đây cho nói chuyện. Đấy. Đấy, từ từ đã. Đấy. Vừa đi sửa nước về à? Vâng. Nay nhìn đẹp trai thế nhở? Vừa thay áo xong. Đây từ từ Phang hỏi này, cái cây gì đây? Cái hoa hồng rừng. Hoa hồng rừng à? Ừ. Nhưng mà cái này nó là hoa trắng. À thế à? Ừ. Ui cây này chắc quý lắm nhở? Cái này thế thì quả này ăn được rồi. Bây giờ hơi hiển đấy. Quả này ăn được không? Quả này ăn chắc lắm. Nhưng mà ăn được không? Ăn được nhưng mà chắc lắm. Không chết đâu đúng không? Không chết. Không chết thì được. Đảm bảo không chết. À đảm bảo. Nên nếu mà chết thì cũng nói password kênh YouTube Phèng Phèng Vlog cho Đình Vũ rồi đó. Đây. Cây hoa hồng này to nhỉ? Vâng. Cây này nó, nhưng mà đây là của nhà người ta rồi đấy à? Vâng, của nhà anh dưới này. À thế à? Hái quả không sao đâu. Thực sự các bác, cái cây hoa hồng mà ở vùng cao như này ấy, là loại hoa hồng này là nó to lắm, nó là cây rồi. Nó là một khối to ấy. Cái này hoa nó đẹp lắm. Hoa đẹp lắm đúng không? Ừ. Ôi nhưng mà Phang chưa nhìn thấy cây hoa hồng nào quả lại siêu to khổng lồ như này. Cái này chỗ đất này không tốt, ở chỗ nào đất mà tốt ở mầm á, quả còn to hơn. Đây, đây các bác. Đây. Phang đây. Phang xin thêm hai quả nữa. Nhưng mà chắc là không trồng bằng cái này được đâu đúng không? Cái quả này đâu đúng không? Vẫn được. Nhưng vẫn được. À đấy à? Vẫn mọc được. Ờ. Nhưng mà đảm bảo không chết đâu đúng không? Đảm bảo không chết. Ờ, cây hoa hồng thì nhưng chắc mà không ăn chát lắm nhá. Nha. Phang là thích ăn những cây quả linh tinh các bác. Đây. Ăn thử. Dương ăn không? Nhà mình có quả hồng rồi. Có quả hồng rồi á? Ừ. À. Ôi. Đã bảo rồi không nên ăn đâu. Đắng hơn Closet các bạn. Hôm nay vợ cô có nhà không? Có. Thế à? Ừ. Hôm nọ là chỉ có Dương Quá ở nhà thôi, hôm nay có cả cô ở nhà nữa. Thế Dương Quá ơi. Dạ. Là cái vườn, cái cây độc dược của mình ở đâu? Cây ấu tẩu ấy. Ấu tẩu hơi xa nữa chứ. Ở tận đâu? Nhưng mà hôm nay ở nhà nấu có một nồi. Nấu một nồi thì ăn một nồi thì ăn gì nhiều thế. Nhưng mà mình muốn đi xem cái vườn đấy. Vườn á? Ờ. Vườn thì tí đi xem đi. Bây giờ đi luôn, xong là về ăn sau. Bây giờ đi luôn á? Ờ. Đi. Bây giờ Phang sẽ đưa các bác cùng Phang với cả Dương đi sang đấy. Nhưng mà liệu đi được không đấy? Sao không đi được? Một tay này này. Sao không đi được? Hôm trước em Đình Vũ, em ấy bảo với Phang là đường lên đấy kinh khủng khiếp lắm đúng không? Ừ. Là đi bên nào? À? Đi đường nào sang? Đi đường... Không, nhưng bây giờ đi cái chỗ gần thôi. À thế à? Ừ. Không đi sang xa à? Không đi sang xa nữa. Ở gần đấy cũng có bãi đúng không? Ừ, cũng có một ít. À. Nhưng mà bãi đấy hơi rậm rồi. Vẫn có hoa. Phang là với các bác là cái củ ấu tẩu ấy có thể nhìn thấy rồi nhưng mà chưa nhìn thấy cái cây. Nhưng mà Phang hỏi cái cây hôm nọ Phang ăn kia có là táo gai. Táo gai ngâm nhiều uống ngon đấy, hạt nó. Thế à? Ừ. Thế là may là cây đấy ăn cũng không chết đúng không? Đấy. Đây này các bác. Đây này hôm trước Phang ăn đây này.
Cái này thì ăn thoải mái rồi. Nhưng mà ăn... cây này như kiểu cây cảnh ấy nhỉ? Ừ, cái này họ trồng làm cảnh mà. À đấy à? Vâng. Ở đây họ nhiều trồng nhiều cây cảnh nhỉ? Vâng, trồng có ai lấy thì bán đấy. Ừ. Quả thực ra là những cái quả đỏ này là quả rất là nguy hiểm này. Cái này ngâm nhiều uống ngon lắm. Ừ. À, không sao các bác. Đảm bảo không chết được, cái này thì ăn nhiều rồi. Ăn nhiều rồi. Ừ. Nhưng mà ở đây nhiều sao họ không ai ăn nhỉ? Họ ăn chán rồi. Họ ăn chán rồi à? Ừ. Cô này có phải người Hán không? Có. Dương là cũng người Hán. Vâng. Chào cô nhá. Khở lất tia. Khở lất tia, khở lất tia. Khở lất tia là đi đâu đúng không? Đúng. À. Ăn quả là gì? Sơ cô cô. À, sơ cô cô. Vợ cô cô. Đi. Ở dưới này à? Ừ. Ở bên kia là cũng làng của người ấy mình nhỉ? Trước mình ở làng bên kia mà. À thế à, xong là mình chuyển sang à? Vâng, 2014 mới chuyển. Mà đi cẩn thận nhá. Đi. Nhưng mà cũng may là tay bên kia còn có phanh nhỉ. À. Xe hôm nay mất phanh rồi đấy. Xe mất chìa khóa à? Thôi. Dương là người Hán nhỉ? Vâng, người Hán. Còn đâu vợ? Vợ là người Mông. Người là Mông. Nó Mông à? Ừ. Thế ngày xưa vợ ở đâu? Bát Đại Sơn. Bát Đại Sơn. Vâng. À, Dương là bằng tuổi phèn phèn các bác ạ. Anh em trẻ nhưng mà Dương này chịu khó. Là trồng cây thảo quả này, trồng cây ấu tẩu này, rồi trồng nhiều cây rau quanh nhà nữa. Nhưng mà cũng là thiệt thòi là tay là bị đứt các bác. Ôi phanh à? Xuống đây thôi. Đấy à? Xuống theo đường mòn này thôi. Ờ nhỉ, thế là không ấy nè. Cẩn thận. Quay đầu á? À? Không cần à? Không cần. Không mướn à? Các bác không cần. Này mà chở vợ các con đi nữa nhỉ? Vâng. Vẫn bình thường chứ? Bình thường. Ừ. Vẫn đi được. Không vấn đề gì à? Ôi đi từ từ à, mà đợi à. Đây là vườn đào nhỉ? Vâng. Cái này đây là của nhà ông chú. Của ai? Của nhà ông chú. Của ông chú à? Vâng. Cái này mà mùa hoa đẹp lắm. Hoa đào đẹp lắm các bác ạ. Vâng. À. Rồi, vượt qua xuyên rừng này. Ở trong này có nhiều người trồng cái cây này không em? À Dương. Cây ấu tẩu này này. Có. Ừ. Hầu như nhà nào cũng có đấy. Ừ. Nhưng bây giờ đến mùa thu hoạch rồi, nhưng kiểu là nó hơi rậm rồi đấy. Họ chưa giòn cỏ cái. Là mình đến lúc mà bây giờ mình sẽ không ấy nữa mà đến lúc là thu hoạch thì mình bắt đầu mới ấy đúng không? Đấy, bây giờ mình vừa thu làm vừa làm đất để trồng rồi. Ờ. Những cái cây thảo quả đây. Đúng rồi. Ừ. Vườn này của ai à Dương? Của nhà ông chú cũng này. Ừ. Cái này nếu mà không biết nấu là ăn vào là chết đấy đúng không? Đúng rồi, nấu phải nấu đủ thời gian của nó. À. Nấu từ 5 tiếng trở lên. Đun từ 5 tiếng, thế tối hôm qua Dương đun mấy tiếng rồi? Sáng tối hôm qua đun đến 10 giờ. Đun từ tối qua hay là sáng nay mới đun đấy? Đun từ tối hôm qua. Thế à? Đun đến 10 giờ, sáng nay dậy về là đun. Ờ. Bây giờ thì đảm bảo rồi, lúc nãy liếm thử rồi, không sao rồi. Không thấy tê tê à? Không thấy tê tê rồi. Thấy tê tê là không ăn được các bác. Vẫn còn tê là đừng có đồng đến. Ừ. Ăn là đi viện còn nhanh còn kịp đấy, không là... Không nhanh là tùa. Không là đi gặp diêm vương đấy. Ờ, cái tiếng Hán của mình tùa là gì nhỉ? Sư. Sư. Ừ. Ừ. Tưởng sư phản ăn cơm nhỉ? Sư. Sư. Còn... của ai lỉ là tôi yêu bạn đúng không? Đúng rồi. Đói quá. Tụ giờ gưa là. Cái gì? Gưa là. Lưa là. Gưa là. Cái tiếng Hán với cả tiếng Mông của mình nó có giống nhau tí nào không? Có một số từ giống nhau thôi. Ừ. Nhưng mà cũng khó nói lắm. Thế bố mẹ Dương ở đâu? Bố mẹ mất hết rồi. Mất hết rồi à? Vâng. À, Dương ở gần với anh trai thôi nhỉ? Bố vừa mất năm ngoái. Cái ấu tẩu này mình thu hoạch về xong là mình bán luôn à? Hay là phơi khô hay là phải như nào? Mình bán tươi luôn bởi vì là không, cái này nó là này. Hoa này này. Ồ đây à? Đấy. Đây là cây ấu tẩu đây rồi à? Đúng rồi, cây ấu tẩu đây. À. Đây à? Đây ấu tẩu đây à? Đúng rồi, hoa ấu tẩu. Đâu gốc nó đâu? Gốc nó ở đây. Đâu? Đây là vườn của Dương đây rồi à? Vâng, của nhà mình đó. Đây. Ờ đây. Đúng à. Đây.
của nó đây. Ừ nhỉ. Ở trên chỉ khu vực lạnh lạnh mới trồng được đúng không? Đúng trên rồi. Cao đúng không? Đúng rồi, chỉ có trên này mới trồng được. Còn đâu mà đấy. Mà để mà ở dưới thấp kia là không trồng được đâu. Đúng rồi. À đây đây. Một gốc là chỉ được bằng này củ thôi à? Không, gốc này là không được tốt lắm, có những gốc nó được nhiều củ hơn. Như này là cắn vào phát là có chết luôn không ấy? Bây giờ? Hả? Ở đây cách trạm y tế xá hơi xa đấy, đừng có cắn. Không, thật à? Thật đấy. Cắn vào là không. Nếu mà nốt phải là chết luôn đấy. Ôi dồi, thế à? Ừ. Đấy các bác nhá. Này, củ này. Thế thì cái này cũng ngang là lá ngón đấy nhỉ? Ừ. Không, cái này là mình biết ninh, mình biết sử dụng là nó tốt cho sức khỏe, không biết sử dụng là nó hại đấy. Cái này là nếu đấy. Mà biết sử dụng ấy thì là nó tốt cho xương đúng không? Đấy, xương khớp. Tốt cho xương khớp. Đây các bác. Đây này. Ừ nhỉ. Cái này là khuyến cáo các bác nhá, nhìn thấy củ nó như đấy. Kiểu củ này là các bác không nên ăn. Bởi vì mình bán này mình sẽ những khách nó đặt đấy nó chọn những củ to, còn chọn những củ như này xong là mình để lại những cái củ phân bé này mình để lại trồng. Để trồng đúng không? Mình chỉ bán những củ to này. Thế là Dương là đang bán cái củ ấu tẩu này. Vâng. Là nhưng mà bán này các bác mang xuống thành phố Hà Giang là nhiều chứ. Còn đâu đi làm gì các tỉnh khác, bởi vì họ có biết nấu nướng chế biến gì đâu đúng không? Có chứ, năm ngoái gửi đi Cà Mau mà. À. Với cả ở trong hội đông y các bác là cũng có nhiều người tìm cái củ này về để là bào chế thành các loại thuốc, đúng rồi. Dược liệu. Đấy, nhưng mà cái cây này các bác search ở trên Google tìm ấy, thì là cây này là độc là hạng A luôn. Đấy. Nhưng mà nó là trong một trong bốn cái loại mà thảo dược quý là sâm này. Với cả mấy cái loại cũng ngang sâm ấy. Mình trồng thì chỉ trồng những loại củ bé này thôi. À, để bán củ to, à. Khách lấy thì. Là củ những cái củ này là đây. Các bác nào mua thì cứ liên hệ Phang Phang nhé, xong là Phang liên hệ cho Dương để bán cho Dương. Đây là cả vườn của Dương đây à? Vâng, cả vườn đâu? Cả dưới này nữa. Cả khu này à? Cả khu này nữa. Bây giờ đến mùa thu hoạch giờ chưa về dọn dẹp cái cỏ nữa, kể nó thôi xong bây giờ. Bao giờ thì thu hoạch? Bây giờ bắt đầu thu rồi, những khu này thu rồi. À thu này là của ai đây? Cũng là của nhà mình. Hôm nọ thu đây à? Ờ hôm nọ thu rồi, hôm nọ khách lấy đào bắt bán rồi. Thế hôm nọ là được một vườn này. Vâng. Được bao nhiêu cân? Ký 20 mấy cân hay 30 cân đấy. Ờ 20-30 cân. Ừ. Không nhớ. Là củ này thì tốt lắm, tốt cho sức khỏe lắm. Đúng. Là các bác hiểu tại sao là cái khu vực mà ở trên vùng cao có những người đồng bào người ta chỉ có 20-30 cân thôi. Đây, vùi cái này xuống đi. Đấy. Là 20-30 cân hoặc là có những người ta chỉ có 5-70 cân thôi. Đấy, như cái này là hoa nó già rồi, bây giờ trong này nó có hạt rồi đấy. Cái hạt này là gieo nó cũng mọc nhưng mà nó chậm lắm. À. Cái này là bắt đầu có hạt rồi đấy. Bên trong này có hạt. Đây này. Là hạt của cây đấy đúng không? Đúng rồi. Cây đây là hạt nha các bác nhé. Còn hoa đây này. Đây. Hoa đây. Đây là vườn ấu tẩu nhà Dương. Đấy, thu hoạch một nửa rồi, còn bằng này nữa. Còn nhiều nữa, còn nhiều nữa, đến dưới này mà. Tít dưới này luôn à? Vâng. Thế là có phải mình trồng ngô có sen vào đây được không? Không. Chỉ có cái này trồng riêng cái này thôi, bởi vì cái này mình trồng dày mà trồng lấn liền đi nhau mà. À. Nhưng mà trồng ngô thì mình trồng thưa. Thế cái vườn nữa của nhà Dương ở đâu nhỉ? Ở bên kia cơ. Đâu? Ở tít bên họ như kiểu họ mới phát cái đường mới bên kia. Kia à? Ờ. Ừ, thế à? Ờ. Thế thì ác ấy nhỉ? Ừ, bên đấy là bên nhà cũ của mình, bên đấy hơi xa. Ở giữa vách treo leo kìa. Vâng. Cái khu này đây à? Đúng. Cái khu ở bên đấy như kiểu có cái đường mòn mới kia. Cái kia đúng không? Ở đấy đấy. Ờ, ở bên đấy à? Đúng rồi. Bên đấy bây giờ cũng còn nhiều đúng không? Vâng, bên đấy còn nhiều. Đi. Thế một năm mà ví dụ mà ấu tẩu nhiều này thì mình bán được bao nhiêu tiền? Khoảng bao nhiêu tiền? Cứ như bây giờ giá bây giờ thì vừa rồi bán là 70.000 một cân. Ừ. Cứ tính cho vào 65-70 một năm nó được 3 tạ. Ừ. 2 tạ, hơn 2 tạ, gần 3 tạ. Ừ. Cũng có dễ bán không? Có tùy theo họ biết rồi đúng không? Họ biết rồi, mấy năm trước khó bán ấy, nhưng bây giờ họ biết rồi cũng dễ bán. Ừ. Đi. Đấy các bác là vườn ấu tẩu nhà Dương này. Nhà các bác nhá, cảnh báo lại các bác một lần nữa nhá, các bác đi rừng ấy, cái cây này nó cũng có thể mọc dại ở rừng rất là nhiều. Đấy cái cây hoa tím tím này này. Và đây nữa này. Đấy. Và đây là cây hoa nó lớn rồi, nó có hạt rồi này. Đấy, nhìn như quả anh túc ấy. Đấy. Kiểu đấy. Và cái củ này phèng đây các bác này. Đấy. Ấu tẩu này các bác không nên ăn nhá, không nên thử nhá. Nó nuốt một cái là các bác không kịp đi bệnh viện đâu. Cái này phải nấu phải trên 5 tiếng đồng hồ mới ăn được ấy. Cũng tùy vào ví dụ cây là trồng mà 1 năm, 2 năm, 3 năm đúng không?
Không, cái này là năm nào thu nhập năm thu năm đấy thôi. Ờ. Nhưng mà ý là có những cái củ già ấy, củ là trồng vài năm ấy là mình phải là linh đâu hơn. Vâng. Có những cái vườn người ta để 3 4 năm ấy. Nếu mà để càng lâu năm ấy, cái củ già của nó càng nhiều. Ờ. Hôm trước lên là không gặp vợ của Dương. Nay à, lên bắt đầu mẹ có thể là nhìn được vợ Dương. Vợ Dương xinh không? Không. Hả? Không. Không xinh à? Thế là hôm nay là vợ cũng không đi làm gì à? Sáng nay hai vợ chồng đi sửa nước cả buổi sáng. À thế à? Ừ. Như kiểu là kéo cái ống nước kia lâu năm quá, bây giờ nó bên có chỗ nó bị vỡ, xong là rễ cây nó chui vào trong đấy, chặt mấy đoạn rồi mới tìm thấy cái chỗ bị tát. Ờ, phải lần theo cái dưới gầm đất đúng không? Đấy. Phải lần theo. Rồi giờ mời các bác về nhà Dương, thăm lại nhà Dương với cả xem là Dương nấu lồi cháo ấu tẩu như thế nào nhá. Tính ra Dương nấu ăn rất là ngon, lần trước là Phang lên là mời món lẩu Trung Quốc cực ngon luôn, nay lại tiếp tục được mời nồi cháo kịch độc siêu to khổng lồ, không có thu nhập. Thế là thảo quả nhà Dương năm nay không được thu hoạch à? Vâng. Không có quả à? Vâng, không có quả. Ờ. Có ít. Như cây này là họ thu hết rồi đúng không? Vâng, cây này họ thu hết rồi. Thảo quả bây giờ mà mình vặt xong là mình sấy mình phơi là khoảng được bao nhiêu tiền một cân? Bây giờ sấy khô là hơn 100.000 một cân thôi. À. Nhưng mà ngày xưa mà được giá này, cao nhất là được bao nhiêu tiền thảo quả? Ngày xưa xuất được sang Trung Quốc là cao nhất là được hơn 300.000 một cân. Bà con trồng thảo quả cũng vất vả lắm. Bởi vì là họ thu tươi đã 60.000 một cân rồi mà. Trồng thảo quả là ở rừng sâu là một, thứ hai là phải đi lên cao và cái bà con thu hoạch ở trên đấy xong là phải sấy khô đấy, xong là gùi xuống nữa cơ, xong mang đi bán. Tính ra là 200-300.000 một cây thảo quả cũng không hề là đắt tí nào. Dương ơi. Dạ. Đây có mấy cây chè siêu to khổng lồ nhỉ? Đúng rồi. Đấy có một cây của nhà mình ấy. Đó, thế á? Ừ, cây đất, kia. Đất này có phải nhà Dương không? Đi xuống nào. Không. Cây kia. Cây nào? Cây kia này á? Ừ. Cây to nhỉ? Vâng. Nhưng không phải đất của mình, sao lại là chè của mình? Bởi vì là trước bố lấy lê đổi với họ được một cây chè. À. Thế là cây này của Dương ở đâu đâu? Dạ. Đâu xuống gốc xem nào. Có rêu không? Ờ, chè á? Ừ. Có rêu không? Cây mọc rêu không ấy? Có. Ở trên này là mấy tháng nữa sẽ lạnh. À, thế không phải đất của mình nhưng mà chè vẫn là của mình. Đúng rồi. Thế là cây này ngày xưa bố đổi à? Vâng. Đổi một cây lê á? Ờ. Thế là Dương là có hay xuống đây hái chè không? Có, nhưng bây giờ cái vụ này nó như kiểu là chè trên này, cái vụ này nó cái cốt của nó không được thơm như hai vụ đầu. Ờ. Nhiều nhà là không hái cái vụ cuối này đâu. Thế là Dương, những cây chè này của họ à? Vâng. Cây này của người khác à? Vâng. Là mình có mỗi cây này thôi? Chỉ mỗi một cây này thôi. Ai lạ nhỉ? Trước bố đổi. Thế bây giờ có ai hỏi mua không? Chè á? Cây hỏi cây chè. Cây chè chưa có ai hỏi. Ừ, đây có cây to nữa nhỉ? Vâng. Nhưng mà chưa thấy ở đâu bán như này. Bởi vì là bán họ mua cả cây thì có họ, cái này nó cũng khó vận chuyển. Ừ. Với cả người ta bán thường là bán đất, còn đâu tài sản trên đất. Đây là mua cây, mua tài sản trên đất, không mua đất. Đúng rồi. Thế chủ đất ở đây họ có bảo gì không? Không, không bảo gì. Chủ đất là đất của nhà ông chú mà. Thế đây khu vực này là đều các bác người Hán hết à? Vâng, người Hán hết. À, thế chiều có thời gian Dương đưa Phang đi thăm bà con trong bản này nhá. Rồi, ok. Đến nhà mọi người được hết chứ? Vâng, được mà. Được. À, mời các bác đi về cùng Phang nhá. À, lên đường. Ô, trời. Đoạn này nó không sợ mà cái đoạn lên nhà Dương nhờ. Đoạn này không sao đâu. Nhưng mà Dương là phải chọn cái xe tốt. Xe một là khỏe. Vâng. Hai là phanh pháo là nó phải ngon. Vâng. Chứ không mà xe yếu là không được rồi. Xe yếu đi nó tụt dốc ấy. Vâng. Ở trên này thì khí hậu mát lắm các bác ạ. Sao đến mùa đông đấy. Ừ. Sắp lạnh rồi đấy, buổi sáng là lạnh rồi đấy. Là tối là phải đắp chân bông rồi nhờ. Đúng rồi. Ở cách đây khoảng tầm 15-20 cây là ra đến huyện Quản Bạ các bác. Ở ngoài huyện thì là không khí nó khác hơn, nhiệt độ nó cao hơn.
hơn 20 cây, gần 30 cây. Là nó nóng hơn đây, còn đâu ở đây thì lạnh các bác. Cái đoạn cua này xem có cua đúng nha. Ai chà chà. Chào nhá. Tí nữa cho người quay lại đón. Đón em Vũ, em Caramel của Phen Phen các bác. Đây cây này nhiều hoa nhỉ? Cây gì đây? Cây này à? Cây này không biết tên gọi là cây gì luôn. Ở đây Tết các bác ạ, mùa hoa lê này, hoa mận này, hoa đào này. Giống như kiểu là một xứ sở của Hàn Quốc ấy, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà các ngôi nhà ở đây là nhà của đồng bào người Hán. Ở trong bản này là Dương biết hết mọi người chứ nhỉ? Có, biết hết. Quen hết. Vâng. Thực ra là qua bà con nhân dân ở khu vực này ấy, thì Phen với cả mọi người là biết qua một chút về thông tin của Dương, là Dương là một người cũng rất là chịu khó các bác. Chỗ này đường hơi xấu. Ây da. Ui da. Nhưng mà Dương có bằng lái xe máy không? Có. Là có bằng lái trước khi bị tai nạn này đúng không? Đúng rồi. Ây da. Đường đây hôm nay mưa lại trơn. Ai dù không đi trên này được à? Đúng kia chắc là không lên được rồi đấy. Ui da. Đường ấy, nước nó chảy đâu ra đấy? Nước đầu nguồn kia à? À, ui, đấy, đấy, thôi xong rồi. Đào anh quá. Được. Ui, 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 xuôi. Là mất đà đó. Mất đà này. Ôi, chúng ta cũng lên được rồi. Đây, để khen đẩy cho. Thôi, qua chỗ này nhá. Ui, nó bắn. Ui. Nào, hai, ba, lên. Ây da. Ui giời. Có được không? Được. Nước nó chảy đây à? Vâng. Đấy, được. Từ nhà Dương lên, từ cái đoạn đầu đường kia đến đây chắc nó chỉ khoảng 200 mét thôi nhỉ? Vâng. Đấy, thế mà bảo 200 mét làm đến 200 triệu. Làm gì làm đến 200 triệu? Không, bởi vì là vật liệu trên này nó đắt. Nó đắt thì nó cũng không đến. Là nó chỉ cần xi măng thôi. Bây giờ làm 20-30 tiền, 20-30 triệu tiền xi măng. Xong là tìm cát sỏi làm thôi. Cát ở trên này bao nhiêu tiền một khối? 500.000. 500.000 một khối. Nhưng mà mình xúc cái loại đá xô bồ ở dưới suối kìa. Về đổ. Cái kia nó to. Cái to thì là to quá, không đổ được chứ. Phen vừa nhìn thấy có chỗ nó bé mà. Ô, cái đường này đổ với cái đường này thì một tay một chân là đi được còn được chứ, càng ngày càng hỏng này. Ôi giời, quá hỏng rồi. Ôi, ai đây? Chào chị nhá. Chị dâu đang làm gì chị? Đang nhổ rau à? Ôi một hàng tiền vệ tiền đạo này. Con đầu tiên là chó cọc các bác. Rồi đợi đi. Yeah. Chó cọc các bác ạ. À. Trên này lạnh su su này, giống như ở Tam Đảo các bác. Su su sắp hết mùa rồi đấy. Là những cái cây này ngọn su su ở Tam Đảo nó dài 1 mét này. Đấy, nó non đấy các bác. Không ra đâu, không ra đâu. Bạn có cắn thì cắn một miếng thôi nhá. Xin chào nhá. Đây là vợ Dương đây à? Vâng. À, xin chào cô nhá. Đây là quả đậu à? Vâng. Đậu nhà mình hay là nhà anh đây? Nhà anh. Tức là cái khu này là chỉ có mỗi hai nhà hai anh em thôi nhỉ? Vâng, hai anh em.
Nhưng mà quả đậu này không phải đậu tương à? Cái đậu này... À, đậu này là đậu răng ngựa. À, các bác gọi là đậu răng ngựa các bác. Đúng rồi, đậu răng ngựa. Đúng không? Họ hay đậu là gọi là đậu co ve đấy. Đậu co ve. Co ve. À, đây, đậu răng ngựa các bác. Đậu này thì là nếu mà các bác là nấu chè ấy, ăn ngon lắm. Còn đâu ở trên này mọi người để ăn kiểu gì? Nấu canh, nấu chè, nấu canh ninh. Ờ, cái này chắc ăn sống được không chết đâu. Xào với rau dưa ăn mới ngon. Thế còn đây là cây gì đấy à, Dương ơi? Đỗ quyên. Đây mà? Ừ. À, cây hoa đỗ quyên nhá. Đỗ quyên bùi ấy, đấy. Các bác, đây là một trong những loại mà cây được bảo tồn ở khu vực Tây Côn Lĩnh, là hoa đỗ quyên. Và nếu các bác đi sang Sapa mà các bác đi cầu kính, à đi cáp treo ấy, ở dưới nó có rất là nhiều hoa đỗ quyên. Đây chính là cái cây mà được bảo tồn. Đây, cây đỗ quyên. Đây là phong lan tiền tỷ các bác. Lan đột tử. Đây, cho các bác xem về qua về cái khu vực nhà của người Hán này. So với cả người Mông, người Tày, người Dao thì phen thấy người Hán ở có một chút quy mô nó khác một chút. Đó là cái bếp lò bên trong. Thứ hai là bà con ở thì phen thấy sạch sẽ hơn. Đây, các bác nhìn là nhà đất, nhưng mà nền nhà, sân nhà nó cũng rất là sạch. Và nhà anh trai của Dương này là có mấy tổ ong. Đây, đây có một tổ ong này các bác này. Đó, đây có một tổ nữa là hai tổ. Và cái điều đặc biệt nhất để mà bà con mà sống có cái lối sống văn minh lịch sự nhất ấy là nhà vệ sinh. Tuy nhà đất hoặc là nhà có thể nhà gỗ hoặc là nhà nghèo, nhưng mà họ sắm một cái nhà vệ sinh này để đảm bảo là vệ sinh môi trường và tắm giặt. Mà cái mà phèn mong muốn là bà con vùng cao ấy, kể cả những người Mông, người Tày, người Dao hoặc là đặc biệt là người Mông ấy, là có cuộc sống nó khó khăn thì họ vẫn phải làm cái nhà vệ sinh. Đấy là cái mà để văn minh nhất, lịch sự nhất. Thì là thời gian tới là có thể là công trình dự án nhà vệ sinh các bác, giúp được cho bà con cái chỗ ăn rồi, còn cái chỗ là vệ sinh tắm giặt nữa cơ. Đây, các hình họa là đều là mua từ Trung Quốc về. Chữ này là Tết đấy các bác. Mỗi một dịp Tết là mọi người đều mua về để treo vào, để dán vào, giống như kiểu trang trí các bác. Cái này là cái máy băm rau lợn. Đây, cái này là nó an toàn hơn nhiều so với cả cái máy băm tay kia, là cỏ chỉ đút vào đây thôi. Đấy, máy nó cắt ở dưới. Đây này. Là an toàn hơn nhiều. Cái này là cái để mà nhồi rau vào các bác, đây này. Đó. Đây là nhà cửa chính của ngôi nhà. Làm bằng đất thôi các bác, tường làm bằng đất. Em cờ hó này cứ nhìn phèng phèng, nó cứ nhìn bằng lửa con mắt thôi. Này hơi nguy hiểm chút. Đây là nhà của Dương. Đây là Coco. Nhà Dương này. Là Dương à? Dạ. Những cái này là Dương trồng hay là con trồng đây? Trẻ con trồng chơi. Trẻ con trồng chơi. Củ này củ gì nhá? Củ sán rừng. Củ gì? Củ mài kia thôi. À, củ mài à? Ừ. Củ mài là cái hạt này mà. Huyền thoại một thời. Ngày xưa bố mẹ là cũng toàn ăn củ mài thôi. Đây là cũng là hoa đỗ quyên này. Đấy, các bác đi, em vừa nói là đi cáp treo thì là sẽ thấy đây cái đây cây này. Cái này gọi là cái gì nhỉ? cái này là cái dược liệu gì ấy, trước lấy ở dưới nhà bố vợ về. Ai trồng đấy? Vợ trồng. Ồ, thế còn hoa này, còn cây này trẻ con trồng hết à? Vâng, trẻ con trồng. Đúng là giống như ở đảo thần tiên các bác. Đây là vợ Dương, tên là gì nhỉ? Coco thôi. Xin chào à. Chào nhá. Đang rửa chén à? Hà Lùng Kinh à? Mình mong mà. Chén à. Ha, cho phèn nhờ tí nhá. Đây, để đeo cái này vào đây, nói chuyện cho nó dễ. Pâu Kinh à? Em mong mà. À, người mong à, nhưng mà Hà Lùng Kinh không? Bình thường anh ạ. Hà Lùng Mê Mê à? Vâng. Thế còn tiếng Hán? Có biết không? Cũng sơ sơ. À, biết Paul Mè Mè à? Này, cái nước ở trên này lạnh nhờ? Vâng. Lạnh buốt luôn các bạn ạ. Giờ lạnh dần đấy. Ừ. Bọn này nước ở trên này nếu mà đủ nước là nuôi được cá tầm, cá hồi ấy. Nước lạnh lắm. Em không biết được. Không biết. Trên này thì cũng chưa ai nuôi ấy. Đúng như một câu chuyện trong phim các bác.
dưa quá coco. Đấy, coco rất xinh các bạn. Coco dại. Hả? Ngày xưa lúc 18 20 xinh lắm nhỉ? Không xinh đâu anh ạ. Không xinh đâu à? Vâng. Còn cái này là cây cây gì đây à, coco? Dạo cổ lam. À đây là dạo cổ lam. Nhà Dương đúng là cái khu vực mà dạo cổ lam 7 lá anh. À thế à, thế này cho phép hỏi này. Cái loại mà già mới được 7 lá đúng không? Không, có nghĩa là từ lúc nhỏ nó đã là 7 lá. À, có loại 3 lá, 7 lá đúng không? 7 lá, 5 lá. 7 lá, 5 lá. Cái loại này tốt hơn loại 5 lá. Vâng, loại này đắng. Dạo cổ lam này là một loại chè tốt mát cho mát gan, mát thận. Yeah, hôm bữa lấy về là em chưa kịp băm ra phơi đúng không? Băm ra mà. Rồi mình còn chưa giới thiệu với các bác đây là coco ấy. Một tình yêu rất đẹp với ở Dương quá. Em vào nhà. Đây, lại pha trà. Pha trà đó. Đấy, nồi ớt tẩu đây. Ồ đây à? Vâng. Ui, đây là mới cả là củ đấy à? À? Đây có gì trong này đây? Có cái chân giò. Chân giò. À, chà chà. Là, ừ nhè. Là ấu tẩu đây là phải làm chân giò. Đúng rồi, ninh với chân giò. Ây, củ ấu tẩu đây. Bây giờ ăn chắc không sao rồi chứ? Ăn thoải mái, ăn luôn, mình đã liếm thử rồi. Ngày mai các bác không thấy Phen Phen xuất hiện trên kênh các bác tự hiểu nhá. Thân ái chào tạm biệt Quyết Thắng. Thân ái chào Quyết Thắng. Nó không còn tê nữa các bác. Đảm bảo rồi bây giờ thì. Nhưng mà nó có nhặng nhặng đắng. Cứ luộc khoảng luộc tầm 5-7 tiếng là được nhỉ. Đúng rồi. Ăn thì nó bở bở các bác ạ, như khoai ấy. Nhưng mà cái củ này là cho cả vỏ vào làm đúng không? Vâng, cả vỏ. Đây. Ngon quá. Năm củ nữa nhỉ? Ăn đi. Nó có vấn đề gì nó cũng đi hẳn chứ không, nó không ngấp ngoái. Bây giờ nói thật với các bác là đi hẳn thì là đỡ khổ. Chứ gần đây nó cứ ngoẹo ngoẹo, lửa sống lửa chết thì khổ lắm. Đấy, cái này là những cái củ này là nó kiểu củ lúc nãy nó củ bé của mình trồng ấy, mình lấy về mình ăn. Còn củ to. Nhưng mà tí mình có phải nghiền ra không? Không. Cứ để đây thôi. Cứ để. Nhưng mà ở quán là mọi người nghiền nát ra. Vâng, cái đấy ăn không sướng bằng mình. Cái này của nhà mà mình cứ nấu ăn thoải mái, ăn cho sướng mồm đấy. Đúng rồi. Ở quán là mọi người phải nghiền ra các bác. Đúng rồi. Ngon quá. Cái này là tí mình cho gạo vào đây nấu đúng không? Vâng, tí là thành cháo. Tí cho gạo vào đây nấu thành cháo luôn. Ui, cái chân giò ngon chưa? Mong phải sao. Nice. Là lợn trên bản này mọi lợn người. Lợn của nhà ấy, hôm nào hai anh em chung nhau mổ ấy. À thế à? Còn nhiều không? 3-4 anh em chung nhau mổ ấy. Còn nhiều không? Còn có một ít, bán một ít rồi, còn có một ít. Ui trời, ngon lắm các bác ơi. Ui miếng này ngon chưa đây? Nên nhà Dương là toàn được món ngon thôi. Có gì ăn đấy thôi. Rồi, bây giờ để Linh thêm tí nữa xong là đổ gạo vào thôi. Vâng. Pha chè chưa? Được chưa? Đây, quả hồ lô thần trưởng này các bác. 28 năm tuổi rồi. 28 năm tuổi rồi. Chỉ ít hơn Phen Phen mấy tuổi rồi. 28 này ít hơn 5 tuổi. Phen 33 tuổi. Cái này nằm anh Phen Phen tí. Nhưng cái nắp đấy mở kiểu gì? Dương thì mở kiểu gì hả cái nắp này? Cái này cái hộp đường sứa của trẻ con. À, lấy chân kẹp vào nhỉ. Nói chung là mình có một tay này thì nhiều lúc là có cái công việc gì nó mình không làm được không? Có nhiều việc không làm được. Ví dụ như buộc các thứ là hơi khó. Buộc chằng, một tay giữ một tay chằng là không được đúng không? Đấy. Rồi. Thêm cho nó ấm. Sao lên nó sẽ thơm hơn. Đúng không? Phải sao lên nó mới thơm. Lấy gạo cho vào được chưa? Thì vợ đi vò à, cho vợ đi vò gạo. Này mình cái này nó chín rồi, mình tí mình cho gạo vào đun khoảng tầm 3-40 phút. 3-40 phút, một tiếng là chín rồi. Cho nó dừ căng, nhưng mà cái này nó nấu căng dừ càng ngon. Càng dừ càng ngon. Đúng rồi. Thịt thế các bác, thịt chân giò hoặc là thịt lợn bản đấy các bác. Đấy. Là nếu mà các bác luộc thì là chín tới để nhai nó sần sật. Chứ còn đâu ví dụ các bác linh ấy hoặc là thì nhừ ra sẽ ngon, rất là ngon.
Tính ra là quý khán giả, các bác, các mạnh thường quân là quý nhà Dương, bởi vì Dương là một là trong những người là bộ tộc của người Hán, là gần như là ít người ở trên cái khu vực này. Đấy, là bộ tộc ít người. Thứ hai là Dương là cũng như em Xính nghị lực lắm. Đấy, có một tay thôi nhưng mà làm được tất cả mọi việc. Trồng cấy chăn nuôi. Rồi ăn ở là sạch sẽ. Nên là mọi người rất là quý Dương quá. Giờ các bác chờ chút, anh em là nấu tí cho gạo vào, xong là bắt đầu nấu tiếp. Đúng rồi. Đấy, xong là chia sẻ với các bác thêm về cái vấn đề, cái việc là ăn củ ấu tẩu như nào các bác nhé. Nhà Dương có con mèo các bác. Nhưng mà đặc biệt hơn đây, hồng các bác. Về mùa trung thu là các loại hồng. Nhưng mà Dương ơi, đó, hồng này là hồng ngâm hay là hồng chín cây hay như nào? Hồng này hồng ủ khô này một thời gian thôi. Là không ngâm nước đâu à? Không. À thế à, mùi ngon quá các bác ơi. Nhìn như quả trứng gà. Hồng này là trước lấy giống ở Trung Quốc. À, hồng ở Trung Quốc luôn à? Vâng. Đây, cho gạo vào đi. Cô ăn hồng à? Ăn trước à? Quả hồng tiếng ấy là gì nhỉ? Sở khóa. Sở khóa à? Sở khóa. Nhưng mà không được rồi. Nhưng mà cái hồng này không phải ngâm nước đâu à? Nhưng mà hai vợ chồng nói là nói tiếng Hán hay là nói tiếng Mông? Tiếng Hán. À, thế thì vợ biết hết tiếng Hán thôi nhỉ? Thế bà biết tí tí. Ui, không có tí hạt nào luôn này. Cái này không có hạt đâu mà, hồng này hồng không hạt mà. À thế à? Ừ. Em mời các bác nha. Đó. Hồng này không phải à? À, không phải ngâm nước đâu đúng không? Không, cái này mình lúc hái ở trên cây xuống ấy. Ừ. Xong là mình trên đầu chỗ này của nó chấm một tí rượu, xong là cho vào thùng ủ này này. Bên này có một thùng này này. Chấm rượu á? Ừ. Ngâm rượu, dùng ngâm rượu à? Mình chỉ chấm vào cái đầu của nó một tí thôi. À, thảo nào ăn có tí rượu. Đấy. Ừ. Nhiều chưa? Ừ. Là bịt kín rồi các bác. Không bỏ tan nữa. Phải bịt kín. Không để hơi vào đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà ngâm này để ăn hay mang đi bán? Ngâm bán, có khách lấy để bán một phần, xong rồi trẻ con mấy hôm nữa thứ bảy chủ nhật con về thì 2-3 hôm là hết rồi. Ờ. Ở trên vùng cao này thôi thì không có bánh kẹo nhiều, không có hoa quả nhiều các bác, nên là cứ có cái quả gì mình trồng được là mình ăn thôi, chứ bảo nê nịu với nho các thứ là không có. Nhưng mà Dương, dạ, phải hỏi thật Dương là nếu mà Dương ăn hồng thì Dương sẽ làm như nào? Ăn cả vỏ. Ăn cả vỏ. Không, không gọt. Bà vừa gọt cho. À, chứ còn nó bình thường là không gọt được đâu đúng không? Vâng. Úi giời. Lỗ như bom luôn các bác. Thế là gọt là không gọt được rồi. Nhưng mà mổ gà. Mổ gà cho vợ mổ thôi. Là không làm được những việc đấy đúng không? Vâng. Thảo nào ăn là nó có mùi rượu rượu các bác ạ. Mình thì lúc đầu mình hái trên cây về ấy, mình về mình chấm một tí rượu vào đây. Vào đầu đúng không? Vâng, vào đầu đi. Để làm gì? Chả biết được, cái giống hồng này từ lúc đầu lấy về là phải chấm rượu mới ủ được ăn, không là nó chát lắm. Là các không. Ông các bác là ấy thôi đúng không? Vâng, ông ăn ấy vừa ăn lúc đi. Lúc nãy đi sửa nước về tức quá. Đấy. sửa cái ống nước kia cả buổi sáng ăn mấy quả rồi. Tức quá ăn mấy quả luôn à? Ăn mấy quả luôn. Em. Ừ, đó. Như hồng này mà bán thì được bao nhiêu tiền một cân? 25-30. Họ bán là 25-30 nhưng mà nhà mình... Nhưng mà phải về tận đây này đúng không? Vâng, nhà mình số lượng ít quá. Không có được, họ có mấy hồ bên kia nhiều, họ bán... À. Vì cái hồng này không biết là chỗ khác có không? Ở huyện Quạt Bà này chỉ có trên này mới có thôi.
ở Nghĩa Thuận Quản Bạ thì có một loại hồng khác. Kia là hồng ngâm nước, hồng bé. Vâng. Thực sự với các bác là nó có cái vị ngọt giống kiểu như các bác ăn gà mà ủ muối ấy, hoặc là ăn gà hấp ấy, là nó không bị thoát nuộc ra ấy. Nên là nó rất là ngọt. Ví dụ như ở gà mà hấp thì nó sẽ ngon hơn cái gà luộc các bác. Nó còn nguyên vị ấy. Ngon lắm. Nhưng mà Phen nói thật là ăn hồng này khoảng tầm chục quả là đi xe máy và công an thổi lộng độ cồn đó. Là có khi bị nhờ. Vâng. Nó có kiểu nên men rượu rượu một tí. Đây cái này rót được chưa? Rót được rồi đấy. Các bác. Các bác ở thành phố làm gì có cái bếp ga đâu. À, làm gì có bếp củi này mà đốt đâu. Đúng không? Vâng. Chỉ có anh em mình trên bàn thôi. Mà úi dồi ôi chè. Đây, trắng đấy. Chè này là ở cái cây mình vừa xuống xe mày đúng không? Vâng. Nhưng mà phèn rót đúng chưa? Sao nó ra nhiều lá này? Không, bởi vì là chỗ đầu thì nó hơi cháy cháy một tí đó. À, ra. Mình sao nó quá đúng không? Vâng. Đấy, mình rót xong mình lại để ở đây, cạnh đây cho nó ấm. Đúng rồi. Đấy. Này, mùa đông mình cứ ngồi uống chè mãi được. Nào, dừng lại. Dương là bán hồng này, bán chè này, bán cả mật ong này, bán cả ấu tẩu này, bán cả thảo quả này. Có một tay nhưng mà cái gì làm ra tiền thì em bạn thì cũng phải cố gắng để làm. Để nuôi gia đình. Để nuôi gia đình. Bây giờ trẻ con nó còn bé. Vâng. Chứ nó lớn hơn một chút nữa thì sẽ là vất vả. Cũng mong là nhiều các bác biết đến hơn. Số điện thoại của Dương là gì nhỉ? 0372 0372 495 495 055 055. Đó là số điện thoại của Dương. Các bác có cần bác nào cần đến củ ấu tẩu này nè, hoặc là cần hồng, hoặc là cần những cái gì đó thì các bác liên hệ với là Dương. Đặc biệt là thảo quả. Thảo quả với cả củ ấu tẩu này là Dương đang có, thì các bác có thể lấy về. Nhưng mà các bác lấy về nếu mà ăn muốn ăn thì cũng chỉ là đun lên khoảng tầm 5-7 tiếng là được đúng không? Vâng. Ít nhất cũng phải 5 tiếng trở lên. Là Dương cũng đã bán cho rất là nhiều các bác rồi. Rất nhiều rồi. Đi các tỉnh thành nhiều. Là các bác cứ mang về các bác đun 7 tiếng. Đấy là cho là an toàn. Đấy 5 tiếng thì nó không ấy, nhưng mà cứ đun 7 tiếng là sẽ an toàn. Cũng một phần nào đó. Còn điều nữa là trước khi nấu cái này ấy, mình cho một nồi nước, nó có thể đun cả nước, nhưng mà mình về sau mình cho thêm nước, mình muốn cho nước lá, không được cho nó nóng. À. Đấy. Mình tiếp thêm nước cho cái nồi mà đang đun ấy là đấy. Mình phải lấy nước sôi đổ vào. Không, lấy nước lá. À, quên, xin lỗi các bác, lấy nước lá đổ vào. Đấy, lấy nước lá đổ vào. À, chứ không phải là lấy nước sôi. Không, chứ không là lấy nước sôi. À, tại thế. Đấy. Là cứ mỗi lần cạn nước mình lại đổ thêm nước lạnh vào. Vâng, nước lạnh vào. Củ ấu tẩu này nó độc thì độc thật, nhưng mà nó lại là có giống như con dao hai lưỡi ấy. Nếu mà biết sử dụng thì nó sẽ là tốt, còn nếu không biết sử dụng thì nó sẽ là xấu. Nếu biết sử dụng thì các bác nó sẽ tốt về, chủ yếu là về gân cốt này, gân này, xương này, đó là những thứ mà bà con ở trên này. Còn thứ hai các bác không dám sử dụng ấy thì có thể ngâm rượu để xoa bóp. Ngâm rượu là chỉ xoa bóp thôi, không chỉ, được uống đấy, chỉ được dùng ngoài da thôi. Cấm cái đấy, là cấm uống luôn đấy. Uống là cũng đi gặp các cụ luôn đấy. Làm một năm về, à quên, một tháng về thăm nhà hai lần, mùng 1, 10 năm hàng tháng. Nhưng mà ngày trước Dương mà mới bị tay chân như thế thì bị suy sụp, bị stress, nhưng mà bây giờ thì bạn ấy đã ổn định cuộc sống hơn rồi, vui cười. Quen rồi, 9 năm rồi mà, sắp 9... 10 năm rồi. Là lúc đấy lấy vợ được bao lâu rồi? Lấy vợ được 3 năm. Ngày trước Dương bảo Dương đi đâu nhỉ? Đi lấy cái gỗ làm nhà. Là bị gỗ nó đè vào các bác. Nhưng mà Phèn nghĩ Dương hút thuốc ít thôi. Hút nhiều không tốt cho sức khỏe. Một ngày hút 3-4 bi. Đấy kìa. Chè thơm nhỉ? Vâng, chè này thì... Là lúc mà mình bị như thế, vợ
chắc là cũng ấy lắm nhỉ? Cũng khóc không? Có chứ. Có à? Đấy các bác. Ui. Gạo này nhanh nhỉ? Một tí là nó đã lở rồi. Gạo này gạo lấy ở nhà ngoại về, gạo không gạo nhà ngoại khác trong. Ngon thế. Đúng là nhà làm ra được ấu tẩu cho nhiều. Đúng rồi. Đi quán ăn thì nó chỉ có 2-3 củ thôi. À, 2-3 củ họ nghiền ra. Đấy, họ nghiền ra. Là làm tí có màu thôi. Đây là mình cứ, có là mình cứ... ăn thoải mái đó. Chỗ này được 1 cân rồi. Hơn cân đấy. Hơn 1 cân à? Ừ. Hơn 1 cân này nếu mà để mà luộc đấy nó chưa chín, giết được cả làng luôn nhỉ? Đúng rồi. Phải không? Cả xóm này bị hết đấy, cả xá này còn giết được đấy, nếu mà ngâm rượu ấy. Hơn 1 cân cứ ngâm khoảng 20 lít rượu, mỗi ngày uống 1 ly đi. Xong là đủ mệt rồi. Tua cả bản đấy. Quét sạch cả bản luôn. Nay trẻ con đi học rồi nhỉ? Vâng, đi chưa học nó có phải không? Không, nó ở dưới bán chú rồi. Bán chú đấy, đi học như thế thì 1 năm mình hết bao nhiêu tiền, 1 tháng? Trên này nó được nhà nước hỗ trợ một phần, mình cũng không mất bao nhiêu tiền. Chỉ mất tiền cho ăn thêm đi học thôi đúng không? Vâng. Quần áo giày dép thôi. Vâng. Là Dương là mấy đứa nhỉ? 2. À 2 đứa. 2 thằng cu. 2 thằng cò các bác. Hôm trước là cho một ít tiền mua quần áo đã mua chưa? Mua rồi. Mua sách vở các thứ? Mua rồi. Hôm nay đây này bảo là sắp đi học rồi nhưng mà lại chưa có quần áo. Nên chắc được tháng rồi nhỉ Dương nhỉ? Ừ, được đấy, hơn tháng rồi. Nhớ phèn phèn không? Có. Ghét phèn phèn không? Vừa ghét vừa nhớ. Giận thì giận nhưng mà thương thì vẫn thương các bác ạ. Cũng báo cáo với các bác là ngày mai ngày kia là phèn con đường ở trên chỗ mà phèn với cả Chí Bền ấy là nằm ở Minh Sơn ấy thì là ở thôn Ngọc Trì ấy. Hiện tại là đang chờ máy xúc đang nằm ở cái khu cầu của anh Thắng. Thì máy xúc rút ra một phát thì là cho lên đấy. Đấy thì có một bác cái tài trợ cái phần đổ dầu cho máy xúc. Đấy cái riêng cái phần xi măng là có cô chú Hùng Mai là đã gửi rồi, gửi 40 triệu phen đã cầm rồi. Là cái số tiền đấy chỉ sử dụng vào là mua xi măng là khoảng được 28 tấn đấy cộng với cả là một ít có thể chi một ít để tiền tắc tơ trở lên hoặc gì đó. Nhưng mà đang phương án là chờ được cái xe mà xe máy cẩu ấy, máy xúc ấy nó ra được nó sửa đường là hôm có một bác ấy giúp khoảng tầm 20 triệu để làm để đánh cái đất cái đường lên đổ dầu để lên trên từ đầu bản cuối bản là đào được hết là từ trên xuống dưới thì là cái xe sửa cát xe to ấy là nhờ cái đội các bác làm về bên chở quặng ấy các bác chở từ dưới suối lên đến đỉnh luôn đấy chở lên đỉnh xong là đổ cát đấy sau đó là chở xi măng lên thì nó dễ hơn thì đỡ phải chở tắc tơ lên. Thì là lý do đấy là đang chờ xe máy cẩu, máy xúc là nó hơi bị chậm chút. Nhưng mà là cũng đang bảo là thứ bảy, nay là thứ tư rồi. Hoặc là chủ nhật thì là sẽ lên là cho máy xúc là đào. Đấy là thông báo với các bác biết, thông báo với bác Cùng Mai biết. Giờ thì anh em chờ ấu tẩu để ăn cơm trưa quay cho các bác xem tiếp nha. Gương này để làm gì đây? Gương này thường thì vẽ để xào với thịt này. À cái này tí mình xào thịt đấy à? Ừ, xào thịt. Thịt gì? Thịt lợn. Thịt lợn à? Ừ. Hôm trước mổ lợn to không? À, tầm 70 cân. 70 cân à? Vâng. Con lợn tiếng Hán là gì? Con lợn à? Tiếng gọi là chớ. Tiếng Mông với tiếng Hán tiếng nào khó hơn? Nói chung là mình dân tộc nào thì mình nói tiếng đấy học dễ hơn. Nhưng mà phải học tiếng Hán để nói chuyện với mọi người ở trong bản này đúng không? Đúng rồi. Bởi vì trong bản này toàn người Hán. Và trong bản thì toàn người Hán, nhất là những người lớn tuổi thì mình bắt buộc phải nói tiếng Hán. Mình nói tiếng Hán họ có hiểu không? Nói chung là lúc đầu thì người ta cũng không hiểu nhưng mà mình đang tập nói thì... Thế là cô lấy Dương Quá được 12 năm rồi nhỉ? Vâng, 12 năm. Bởi vì Dương Quá bảo là lấy vợ 3 năm xong bắt đầu là bị tai nạn đúng không? Vâng. Là từ lúc tai nạn đến giờ là 9 năm rồi. 9 năm. Cộng với 3 năm là 12 năm. Vâng. Năm nay là 12 năm. Ngày lúc mà Dương bị đứt tay thế, có sợ không? Nói chung là sợ đó anh ạ. Có. Sợ mình cũng thương. Vừa sợ vừa thương. Vâng.
Dương có buồn không? Cũng gặp trường hợp đấy thì không biết làm thế nào ấy. Lúc đấy là có mấy đứa con rồi? Lúc đấy là hai đứa rồi anh. Nhưng nó bé tí nhỉ? Vâng, cái đứa út nhà em đang có 4 tháng. Nhưng mà thì 2 tuổi. Đến bây giờ là Dương là quá là chịu khó, nghị lực. Vâng, cuộc sống nên là cũng phải cố gắng. Là sẽ giờ lại không thấy buồn nữa. Còn buồn nữa không? Buồn thì biết làm sao anh? Mình phải cố buồn gắng thì vẫn phải sống thôi nhỉ? Vâng. Tính ra Dương là mọi người trong xóm này ai cũng quý. Vâng. Mình cứ sống thân thiện với mọi người thì ai cũng quý thôi. Cái này tí đập ra để xào thịt nhỉ? Vâng, cái kia tí xào thịt. Anh này để tí cho vào tí rang thịt thôi nhỉ? Ấu tẩu. Cho vào ấu tẩu á? Vâng. Cháo thì cho tí hành. Đường người rang thịt. Thế còn rau này nấu canh thôi đúng không? Vâng, rau nấu canh. Đây là cải mèo. Rau cải mèo. Vâng. Cải mông, cải mèo. Rất là ngon các bạn. Sở đó còn giáp giáp có lông lông. Cái rau này nó mềm mén, ăn mềm mén đúng không? À, làm canh tẩu chúa, làm mềm mén thì ngon tuyệt vọng luôn các bác. Phèn là kiếp trước là có lợ rất là nhiều với bà con người Mông. Nên là kiếp này là phải đi vào bản với người Mông rất nhiều. Đến là chủ yếu là giúp với cả có duyên với bà con người Mông. Bởi vì trong các dân tộc thiểu số thì người Mông là người bị chịu thiệt thòi nhất. Một là ở vùng sâu, vùng xa. Thứ hai lại là những người mà kém hiểu biết các bác ạ. Nên là cuộc sống của họ do chậm hơn so với cả các đồng bào dân tộc khác. Thiệt thòi ở chỗ trẻ con và những người già. Nhưng mà đi lấy chồng ở một người Hán này thì khác bộ tộc thì có vấn đề gì không? Cũng không có vấn đề gì anh. Thế còn cái phong tục tập quán này, ví dụ như kiểu là thờ cúng thì mình cũng khác chứ đúng không? Vâng. Nhưng mà khác một cái. Nhưng mà lấy chồng thì phải cho chồng thôi. Sau lâu rồi thì cũng thấy quen rồi. Nói chung là mình cứ ở mình thì sống ở hiện tại ở trên cõi dương gian này, mình thì mình cứ phải lo cho cuộc sống của mình đã. Còn đâu các ông các cụ ở dưới thì làm sao mà biết được là mình có đối xử tốt hay cúng cơm ngon canh ngọt thì chắc gì đã tới được. Mình ở trên này thì mình cứ phải sống cho mình thấy mình thoải mái đã, không phải nghĩ về cái đấy. Mình cứ sống theo cái truyền thống ở đây thôi. Thế sao cái này đập mà cái này lại chặt như thế? Cái này là em làm kiểu này thì xào dễ hơn. Thế còn cái này? Cái này, cái đấy để vào ấu tẩu cho nó cho thơm, không? Thơm, có mùi. Cái này cũng tươi quá. Nếu mà bán ở ngoài chợ chắc chỉ được 15-20 nghìn nữa. Một cân. Một cân là nhiều lắm. Tầm đấy. Nhưng mà nhà Dương ở trên này xa quá. Xa với cả khu vực chợ ấy. Mang được túm gừng ra chợ bán thì chắc hết là tiền xăng luôn. Bán được 20 nghìn thì bằng tiền mua xăng. Vâng. Gần đây là cũng vừa trồng để phục vụ gia đình ấy. Nếu mà mình trồng nhiều thì có ai cần thì cần nhiều ấy, thì mới lấy ra được. Mùa về mùa đông này, lạnh này, xem là có hoa này. Tính ra ngồi ăn mì tôm ở ngoài cửa nhà nó cũng cảnh tượng cũng rất là lãng mạn các bác. Là rửa bát với cả các thứ vẫn được nhỉ? Vâng, mà chậm tí. Nhà Dương này có cái bể nước ác ấy nhỉ? Bởi vì là nguồn nước ở đây xa, đến mùa hè khô ấy, khô hanh ấy, hơi thiếu nước. Mình phải làm cái to tí để chứa nước. Thế anh thấy là cái bể chứa nước này giống như em chẩn trên tượng Nâm các bác. Đây, bể chứa nước này. Xây kín này như này, nhưng mà vẫn để cái chỗ hở này. Để là cho phi vào trong đấy rửa. Để nhiều lúc là nó bị bẩn là phi vào rửa. Dương là quá tuyệt vời. Phèn cũng có một lời chúc cho tất cả những người mà đang có cái điều kiện không may là do tay chân ấy, thì là mọi người là không nên bi quan quá vào cuộc sống. Sống vui vẻ lạc quan lên. Mình là cứ phải sống vui nha, Dương nha. Đúng rồi. Dưới này là chuồng lợn của Dương đây à? Vâng, đây có một chuồng, bên kia có một chuồng. Ui, nhiều chuồng thế. Đấy, chuồng này. Nhưng mà không có con nào à? Có chứ. Đâu? Không thấy nó kêu ụt ụt. Một cái chuồng ở ngoài đường vào đúng không?
Không, kia là của anh trai. À đây, à, đây, 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 có hai thằng. Hai thằng này đen xì xì nó nằm đây không nhìn thấy gì à? Đây, đây, đây này. Hả? Nhà trồng hoa khắp nơi. Đây nữa. Cây này hoa hải đường phải không nhỉ? Đó. Cây hoa hải đường à? Kia là chè hoa vàng. Đó, cây hoa hải đường này, tên tên nó đây. Đây là cây đỗ quyên. Trồng này là mình để bán hay là mình để chơi thôi? Nó có khách lấy thì bán. À thế à, như cây chè hoa vàng này bao nhiêu tiền một cây? Cái đấy thì nó, cây này ươm được 2-3 năm rồi, chắc là nó rơi vào 200-300 nghìn một cây thôi. 200-300 nghìn, nhưng mà về dưới xuôi nó lạnh, à, nó không lạnh có sống được không? Cái chè này nó hợp với mọi khí hậu mà. À thế à, đây các bác ơi. Đây là cái cây hoa gì đây? Dương ơi, bảo 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 cô rửa chảo ra chỉ cho Phen Phen xem này này. Cây này cây gì ấy? Dạ. Cây này cây táo. Cây cây mình ăn quả đúng không? Táo gai đúng đấy. Là làm cảnh ấy đúng không? Vâng. À. Vừa làm cảnh nó vừa hái cái hạt nó ăn ngon mà. Đây là gốc cây hoa hồng này các bác này. Vâng, cái này. Hoa hồng này là cổ đúng không? Vâng. Cây này được bao nhiêu năm rồi? Cái này năm vừa rồi chặt vứt, năm bảo là chuẩn bị chuyển đi chỗ khác thôi, trồng đấy nó không hợp nữa. Nó không nên à? Cây này hoa hồng cổ các bác, phong lan này. Trên nhà ông Thế một trận thế toàn hoa. Ok được rồi. Thế là cái khu vườn này của mình nữa à? Vâng. Mới làm xong ấy, trồng rau mới mọc ấy. Trồng nhiều rau lên. Đấy, đây này. Để phục chủ yếu là phục vụ gia đình thôi. Buổi chiều Phen sẽ làm nào rủ Dương đi quanh cái bản người Hán này chia sẻ với các bác. Ở bên kia có một bản biển đập kìa. Đấy. Đây này các bác này. Đó đấy. Đấy, bên này nữa này. Ui đẹp lắm. Đây khu này, khu chuồng lợn của nhà Dương nữa. Làm kinh tế cũng khá là giỏi. Đây này, hồng cổ này các bác này. Quý lắm. Bây giờ đợt trước ở trên khu vực Phó Bảng ấy, Đồng Văn ấy thì là có cái hồng cổ này. Nhưng mà đợt vừa rồi năm ngoái năm kia là bị mua bán nhiều quá nên là nó bị gần như tuyệt chủng rồi. Đấy, đây này. Lợn này, một con này. Lợn trắng hai con nữa này. Đấy, ba con liền. Là làm kinh tế khá là giỏi. Đây này. Chỉ có mỗi hai vợ chồng. Nhưng mà làm lụng chịu khó là thành hết. Ở trên này mát các bác ạ. Đây là khu nhà tắm, nhà vệ sinh. Rất là sạch sẽ. Xong rồi à Dương ơi? Dạ. Xong rồi à? Được rồi. Xong chưa? Hả? Xào thịt chưa? Sắp được rồi đấy. Hơi tối nhỉ đây. Được. Úi mỡ các bác này. Mỡ lợn. Nhà nào cũng có một xô mỡ. Ít ăn dầu. Hôm trước đi vào trong Minh Sơn các bác, chỗ nhà em Tài ấy, được món thịt sóc cực ngon. Được rồi cô ơi, mang vào đây đi. Từ, chưa được đâu. Chưa. Có gì đây? Thảo quả? Chưa. À, thảo quả. Gừng đâu? Từ, gừng các thứ. Cho thảo quả vào thơm lắm các bác. Gì đó? Cho nữa đi. Thảo quả? Vâng. Ừ. Ớt à? Cho mấy quả ớt vào cho nó thơm. Cho vào đi. Từ từ đã, để cái không ớt này nó cháy nhanh quá. À thế à. Được rồi, mang về đây đi. Từ từ, chưa được rồi. Vẫn chưa được à? Chưa được.
trộn đều vào. Trộn thịt với cả gừng. Nhưng mà trên này có tủ lạnh không? Có. Ngon quá. Cũng là ẩm thực của các bác người Hán, người Trung giỏi. Cho ớt vào rồi à? Ừ. Đổ nhá. Từ. Vẫn chưa được à? Chưa. Cho vào đi, cho vào đi. Đấy, ui. Na phải để lửa thấp ra. Đấy, xào ở đây chỉ được 3 phút thôi đúng không? Còn không đến 3 phút đâu. À. Đĩa, đĩa, đĩa. Xào lâu quá thì nó mất tươi. Đúng rồi. Và nó bắt đầu dai. Nó dai, đúng rồi. Đấy. Ngon quá các bác. Gừng thao quả. Xong là để cho ướp thịt với cả gừng các bác ạ. Để khoảng mấy phút. Đợi lửa nó ra lên. Đổ vào. Đặc biệt là cái chảo này nó là chảo gang. Chảo nó ngon. Đúng rồi, chảo này chảo gang. Nó dày đấy, các bác ạ. Đấy. Nó không bị cháy nữa. Với lại cái thịt cái này mà ngon không? Nếu mà thịt dưới xuôi hỏi nuôi cám kia là xào nó không bao giờ nó ra nước cái này đâu, nó xào khô thôi nhỉ? À. Được đấy. Được chưa? Được đấy, ông thử nhớ ra. Ôi giời, xin cảm ơn. Xin lỗi các bác nha. Nước vừa gia vị rồi, muối mì rồi. Ngon thật. Thơm quả gừng này, gừng tươi các bác. Đấy, thơm của thảo quả này. Cái rau viên nấu canh à? Vâng, rau viên. Hay là cho vào đây luôn đi, đổ nước vào đây. Cho đổ nước vào chảo này này. Cho thêm mỡ vào đó. Đây để lại một ít thịt để nấu canh. Không để đâu. Không để đâu. Nha. Không thì nó lấn lộn vào nó mất mùi. Hôm trước ăn món nẩu bò các bác là nguyên vị bò luôn. Vẫn cho mỡ à? Cho một tí tí thôi. Xong có phải đảo rau luôn không hay là đổ ấy vào thôi? Cho canh vào đó. Cho nước vào gì? Đúng là lên trên này nhà Dương là vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được ăn đồ ngon các bác. Và đặc biệt là tình cảm con người à, Dương, vợ chồng Dương tuyệt vời. Sôi luôn rồi. Lấy rau cho phèng Dương ơi. Còn nấu được hết không nhỉ? Nấu hết rồi, con này hết. Úi giời, cho tất rồi. Ui nhiều quá các bác. Cho tất thì cho thêm tí nước ra, nước ít quá cho các. Phèn thích ăn rau mà. Nay mình có rau cải mèo này, có thịt xào gừng này, có ấu tẩu nữa này. Cháo ấu tẩu ăn thế. Ăn thế thôi à? Ừ. Còn có tráng miệng bằng quả hồng các bác. Quả hồng kia uống thay rượu. Nhưng mà trưa nay có phải uống rượu không đấy? Chưa cũng có ấu tẩu ăn không có nhiều thì nó phí món ấu tẩu à. Nhưng mà uống ít đi nha. Quý quá. Bốn người các bác cứ phải nên bản như này mới biết được tình cảm mọi người nó tình cảm giữa con người với con người ấy, là nó gần, nó thân thiện. Nó không có khoảng cách như mọi người ở dưới thành phố. Thực sự các bác ở dưới thành phố thì là có khoảng cách một chút do là công việc. Ngày là mọi người đi làm từ sáng sớm, xong là buổi tối là mọi người về. Về là cũng 8-9 giờ rồi, là về là tắm rửa, ăn cơm rồi cũng đóng cửa, kín mít là không có chơi với nhau nhiều. Chỉ có các cụ già đánh cờ với nhau thôi. Thì cái hành này phải dùng âu to nhỉ? Cho vào trong cháo á? Ừ. À. Xoáy à?
hay làm gì đây? Đâu rồi nhỉ? Này cái gì? Hết rồi. Hử? Nọ hết rồi, nọ tiền mua. Lấy tội vào nhưng mà hết rồi. À, được rồi, thôi đấy, được rồi. Đấy, thôi. Đấy, muối. Làm nước chấm rồi đúng không? Không, tí ăn ở bên kia thôi. Cho mì ít đi. Ăn ở bên kia cho nó thoáng. Thôi. Hả? Thôi, cho mì chính ít thôi. Ăn mì chính nhiều nó tốt cho sức khỏe mà. Ôi dồi, ăn mì chính nhiều thành đơ luôn. Là mất trí nhớ luôn các bác. Ở đây có cái rổ gì đây? Đậu. Ừ. Đây các bác. Sủi rồi nhưng mà để phải để mềm tí. Ngon nhất món này. Ở trong này còn chưa cho muối mì chính mà nhỉ? Ờ đây chưa cho gì đâu. Người Hán mình không ăn canh nhạt đâu chứ. Không, cái gì cũng phải có tí muối cơ. Ờ. Có tí muối mỡ. Được đấy, cái này ăn nhạt đi. Ít thôi nhá. Ho. Ăn xong mai mất trí nhớ. Cái này là nó đợi nó sôi lên phát các bác tắt bếp luôn. Đấy. Tắt bếp đi xong đó là các bác để ngâm một tí nó sẽ ngon. Ở trên vùng cao cũng bán rất là nhiều giống cái loại hạt cải rau cải mèo này các bác mang về trồng nó cũng dễ sống rồi mà. À, này. Vô luôn, vô lên đi. Mũ chảo nhá. Ngon tuyệt vời. Phèng thích nhất món này với món cháo kìa. Hô. À được rồi đây à. Ui. Tuyệt vời. Để ba quả chén mình ngồi trên này á. Ừ. Giống như ba ông phỗng. Nhưng mà ngồi ở trên này được không đấy? Được. Thế à? Phèm múc cháo luôn nhá. Múc đi. Ui dồi các bác. Ngon chưa này. Cái vàng vàng này đây là gừng đây, gừng tươi đây. Ăn giải cảm. Đánh nó lên qua một chút. Này. Ui. Bạn nào được bát này thì tuyệt vời. Ăn này tí nó nóng phừng phừng lên đấy. Không, mùa này không nóng được đâu. Thế à? Mùa này ăn cái này nó bốc lên, nó bốc lên đi. Mùa này ăn cái này mới khỏe rồi. Ừ. Đây các bạn này, chân giò này, ngon chưa? Ui, bát này được 2 miếng nha. Ngon quá. Đúng là mai kia mà Phan có khách quý ấy, có các bác ở đâu về. Ôi trời ơi, quên cái này. Đổ vào đi, đổ vào đảo một phát đi. À thế à? Hành nữa rồi đi. Ừ. Thôi kệ đi. Hả? Kệ đi. Kệ à? Đấy các bác, bảo đang bảo là sau này Phen có khách quý ấy, có người quen người thân ấy. Mà lên Hà Giang chơi thì Phen thật sự với các bác là xin hứa là sẽ đưa mọi người về đây. Đấy, chơi nhà Dương, ăn món cháo ấu tẩu chân giò này. Tất nhiên ở thành phố người ta cũng bán ấy, nhưng mà ăn với ở Dương ở trên này thì ngon hơn. Cái bát này nó không có hành, đổ lại. Uống rượu gì nhỉ? Uống rượu ngu. Rượu ngu à? Uống rượu ngu. À. Ngọt quá. Rượu gì đây? Không nói, uống xong mới nói. Ơ xa, uống là rượu ba kích là chết rồi. Nha. Ngọt, ngửi ngọt ngọt, thơm thơm các bác. Ngọt quá. Vào việc đi. Cô đâu? Cô ở ngoài. Cô ở à? Vào việc đi. Khớt xoáy à? Khớt dẻo à? Đừng kia. Đây, em xin. Cô ngồi đây. À, xin phép caramel ăn sau. Anh em ăn trước. Caramel là được tạm ứng ít thịt, ít cháo trước rồi.
Nhiều các bác bảo là Phiang mua cái chân quay sau đó là để cho em Caramel vào ăn cùng, cho mọi người có tình cảm mới vui. Nhưng mà thực ra là mỗi người một công việc. Trước khi mà đã quay video là Phiang đã bố trí sẵn cho em một chút rồi. Còn rượu thì chỉ có Phiang thôi. Còn đâu em quay phim thì không được. À, ngồi gì em trên này, ngồi trên này. Ngồi trên này cho dễ nhìn đi, lên đây, đây đi. Nay mới được gặp cô trong thực tế luôn. Vâng. Chỉ xem có phim thôi. Vừa là không uống em được. Em không uống được. Sao thế? Anh mới uống được. Em là từ trước em. À thế à? Vâng. Chọc Caramel. Chọc Caramel. Thế mời cô nhá, mời Dương nhá. Trân trọng cảm ơn gia đình hôm nay đến chơi với gia đình để cho mọi người biết thêm về Dương, bởi vì quý khán giả cũng rất là quý Dương, thật sự là quý hai vợ chồng, nghị lực cố gắng hơn nhá. Rượu này tuyệt vời quá. Làm tí cái này cho nó nóng. Kem bảo này, Phiang lên trên này ấy là có một tí gọi là hạt mua rau cải nhá. Này thôi, có cái gì đâu, toàn là cây nhà lá vườn hết. Cầm đi, không là Phiang đi về cầm đấy. Không sao. Không. Dương này giúp, nếu mà Dương không cầm là Phiang không tới nữa. Cảm ơn nhé. Ừ, đó. Cảm ơn. Làm chén rượu đi. Làm ít ít thôi. Rượu này thật sự hôm nọ uống rượu xong là Phiang bất tỉnh nhân sự xong, nhưng mà chút nữa là ăn xong là dẫn Phiang đi quanh quanh một vòng đây nhá. Rồi, đến nhà các bác đây được chứ? Vâng, được. Đến để xem khoảng tầm 3-4-5 nhà của các bác người Hán ấy. Bản trên kiện được. Rồi, đi chỗ nào đường dễ đi tí nhỉ? Không, đường nào càng khó càng dễ, càng thích. À, càng khó càng thích hả? Ok. Thì đối với mình thì là ở đây mọi người nhìn quen rồi. Vâng, được. Nhưng mà các bác ở dưới xuôi các bác cũng mong muốn là được xem là cảnh bà con ở vùng cao sống như nào. Rồi. Mình đi chia sẻ. Thôi nhé. Khớt sỏi. Khớt chéo. Khớt chéo à? Khớt chéo à? Can pay à? Can pay à? Mời mọi người ăn đi. Thôi vào no. Ăn đi. No, no. Cảm ơn các bác nhé. Ăn cái này mới nóng. Đúng nóng nào. Ui, được ba cháo này tỉnh người các bác. Trèo mấy quả đồi luôn. Đúng là nhà có điều kiện các bác. Ấu tẩu nhiều. Ấu tẩu là của nhà. Ừ. Ngon quá. Nói chung là cái gì cũng là mình tự làm ra. Hay là Phiang mở quán cho cháu tẩu cho Dương nhỉ? Ở dưới thành phố. Okay. Nhưng mà làm nào thì xuống được ấy. Tối. Phải bán tối đấy. Vâng. Nhưng mà trên nhà lại nhiều việc này không xuống được đúng không? Không là Dương làm cháu tẩu ngon lắm các bác. Ở dưới Hà Giang người ta làm bán cháo ấu tẩu ăn với chân giò thêm một trứng nữa, đúng rồi, với lại một tí thịt bam vào nữa, một tí thịt bam vào nữa, ngon tuyệt vời các bác, ngon quá. Thực sự với các bác à, không biết các bác ở khu vực như nào nhưng mà ở đây thời tiết nó đang se lạnh, mà buổi trưa này ăn bây giờ đang là 12:30-1 giờ nhưng mà các bác đâu 12 giờ hơn, 12 giờ hơn là thực sự với các bác là ở bên ngoài ấy thì là mây mù rồi nó lạnh, ăn được một cái bữa cháo trong này khỏe người. Nhưng mà Dương là đến mùa thu hoạch này cũng thường xuyên nấu cháo ăn đấy nhỉ? Vâng, mùa này mùa thu hoạch thì lâu lâu thèn thèn làm một bữa. Ừ, còn lắm các bác nhiều này. Làm ba củ luôn, mời các bác nha. Ngon quá. Thử miếng canh rau cải. Đúng là cuộc sống này không còn gì là tuyệt vời hơn. Em xin hứa với các bác là sẽ đến chơi nhà Dương nhiều này, một này. Đấy, hôm nào vào thăm rừng thảo quả đấy nhỉ? Vâng. Với cả mùa Tết ấy, mùa hoa đào ấy. Đây giống như đúng là một cái đảo thần tiên luôn. Rau cải ngon lắm. Rau cải này kiểu có quanh năm hay sao nhỉ? Bằng cái này trồng có cả quanh năm, nhưng mà mùa này ngon hơn. Mùa này bởi vì là sương mù nó nhiều ấy. Nó sáng sớm dậy về nó bao phủ sương nó nhiều hơn, nó ngon hơn.
ăn miếng này nào. Làm củ gừng các bác. Đâu 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 chưa mút chúng thịt à? Tôi mút thịt. À cay quá. Nhưng mà ngon. Thịt đây mà. Đâu? Có thịt mà sao lại đây đây. Đây mà đây mà Dương ơi. Đây mà Dương thịt đây mà. Này. Đây mà, có rồi mà. Thôi. Làm này xấu hổ lắm. À, xin thay ba ba nhé. Phèng thịt lợn bản này. Tính là bà con người Hán hoặc người Mông ấy, trước khi là thịt những người ta đường nướng qua, kho qua, giống như gà vịt thế thôi. Gà vịt của mình là mổ ra là mình để luộc luôn. Nhưng mà người Mông ấy, thì một số khu vực người ta nướng qua rồi nhưng người ta vẫn phải thui. Đấy, trong chân giò họ thế. Chân giò phải thui qua. Tuyệt vời quá Dương ạ. Món này mềm ấy, ăn sướng. Nhắm rượu là vừa. Chỉ mong Dương đừng có ghét chân khen. Gọi điện là không thể nghe máy là to té tí hỏng. Trừ khi là ăn nấu tàu sống thì mới không nghe máy. Đó. Đấy, ăn nấu tàu nó, bởi vì là nó có một tí vị đắng đắng, nên uống có nhiều là quá hợp luôn với lại thời tiết trên này nhé. Thực sự là Phan nói thật với các bác là về cái mùa mà Tết nữa, đúng rồi, Tết sẽ còn lạnh hơn nữa. Và lại còn một cái món gọi là đặc biệt của người Hán, thịt treo. Đúng rồi. Mà. Mổ lợn là rạch cả thớ luôn. Đúng rồi, treo lên. Ngon lắm. Anh em mình hôm nay là cắt cái gì ăn thề nhỉ? Cắt nấu tượng ăn thề. Kết nghĩa huynh đệ nha anh em nha. Hôm trước đang bảo là có cái dự án với gà đen đấy, chưa thấy Dương gọi lại. Không, bởi vì là nhà lúc nào cũng nhiều con này nhỏ nữa, nếu mà đi học ấy nó phải mất thời gian dài, này con này nhỏ và chưa làm được, chưa làm được, bây giờ chưa làm được. Em cũng muốn tạo điều kiện kinh tế để làm cái trang trại gà đen ở trên này, nhưng mà Dương là bảo là đang là bận đúng không? Vâng, đang nhà bởi vì con nhỏ phải cứ phải đầu tuần đưa con đi, cuối tuần đưa con về nhà nhiều việc. Em là chỉ thích những người như Dương thôi, nhưng mà mình rất là nghị lực trong cuộc sống. Nếu mà học ở gần đây thì mình tranh thủ cũng đi học được, mà đi xa học thì nó phải mất một khoảng thời gian. Nhớ nhá, hôm nay cắt ấu tẩu ăn thề rồi nhá. Mấy hai cắt củ sống lấy củ sống. Lấy củ sống ăn xong rồi, cả hai cô. Cả hai cho củ sống lên hai anh em cắt ăn thề, cắt đôi chứ đôi. Cả hai không phải biết xem gì luôn. Anh em đấy. Xem tình anh em đâu. Nhưng mà cắt ra là hai người phải nó cắt ăn thề là anh em ấy là nó phải đúng ở cái gọi là phương trình nó đúng. Với một cái điều kiện, cái xe học toán ấy, phương trình đúng với một điều kiện là hai người cùng ăn trong cùng một thời điểm. Còn phương trình nó sẽ sai là một người ăn, một người không ăn, nó sẽ sai. Đúng rồi. Là lúc đấy một người đi, một người ở lại. Tuyệt vời bạn. Là video của Phan là chia sẻ với các bác, bởi vì rất là nhiều các bác quý gia đình của Dương, của cô là mong muốn là Phan đến với cả Dương với cô nhiều hơn nữa để chia sẻ cuộc sống là của những người Hán, người đồng bào dân tộc thiểu số ít người ở khu vực biên giới. Từ đây sang biên giới nó chỉ một bằng đây thôi. Nếu mà đường chim bay có cái đường chim bay mới bằng này thôi. Đấy, khoảng tầm 1-2 km rất là gần. Đó thì là ở khu vực biên giới này là chia sẻ với các bác về đời sống. Mấy hôm nữa là trong cái dự án đề án là sẽ mở lại cái cửa chợ ở Nghĩa Thuận. Chợ là cả người Mông, cả người Dao, cả người Hán, người Trung Quốc là mọi người quây quần là buôn bán, gọi là chợ biên giới. Nếu mà mở được thì các em sẽ đến quay chia sẻ thêm về văn hóa ẩm thực của bà con ở bên khu vực là giáp biên giới đấy. Video của Phan đến đây cũng xin được trân trọng các bác, cảm ơn các bác và hứa với các bác là sẽ đi sâu hơn nữa cùng với bạn Dương này vào trong cái bản này quay chia sẻ với các bác về đời sống bà con ở đây. Cũng mong các bác yêu quý Phan Phan về con đường thiện nguyện của Phan. Con đường thiện nguyện của Phan hiện tại thì Phan đang giúp xính một chân này, giúp nhà Giàng này, và đặc biệt là giúp nhà con đường ở bên chỗ nhà bạn chỗ Ngọc Trì, chỗ Chí Bền ấy, thì cũng mong các bác ủng hộ thêm hơn nữa cho bà con vùng cao. Giờ Phan xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phan. Xin chào các bác. Xin chào tất cả các bạn.